Ernest nhìn vào đội tàu của mình đội fleet thường thường thì ông ấy sẽ sử dụng những chiếc tàu đó cho công ty của ông ấy công ty mà chuyên nhập khẩu những cái bức tượng bằng đá cẩm thạch từ những nước khác firm công ty hãng nhập khẩu import bức tượng statue đá cẩm thạch marble. Nhưng hôm nay ông sẽ đi câu cá và chiếc tàu mà ông chọn chính là chiếc tàu mà ông yêu thích. Nó có một bức tranh được vẽ rất tỉ mỉ và công phu ở bên cạnh bên sườn của con tàu, cho người ta thấy một trận thủy chiến. Bức tranh painting tỉ mỉ công phu elaborate cho thấy show hàng hải thủy hàng thủy naval trận chiến battle chiếc thuyền này mới có một số cập nhật cho hệ thống máy tính của nó cập nhật update hệ thống máy tính computer system lần mua sắm gần đây nhất cho con tàu là một thiết bị với một cái bộ định vị bằng đường kẻ nhỏ cho thấy được vị trí chính xác của con tàu việc mua acquisition thiết bị device hệ thống định vị bằng đường kẻ sọc grid chính xác exact vị trí location phụ kiện này sẽ giữ cho ernest khỏi bị lạc accessory, phụ kiện. Vào một ngày nghỉ, Ernest vui vẻ lái con thuyền tới vùng nước ôn đới, cho đến khi ông ta ra xa khỏi bờ. Lái thuyền, sail, ôn hòa, ôn đới, temperate, vùng nước, waters ông ấy nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ từ phía xa từ xa in the distance có một người đàn ông già đang đứng cạnh cái cột buồm của chiếc thuyền đó cột buồm mast ông ta đang vẫy tay trong không trung vẫy wave vẫy tay waving his arms trong không trung in the air còn có cả một cậu bé nữa đang thò đầu ra khỏi mạn thuyền. Thò ra hang over mạn thuyền edge. Mạn hay còn gọi là bên cạnh thuyền hoặc là cái thành của thuyền. Ernest suy luận rằng cậu bé đang bị buồn nôn. Suy luận infer. Bị suffer from buồn nôn nausea Quần áo của cả hai người họ đều ướt sũng nước biển. ướt sũng saturate Ernest cho rằng họ đang gặp rắc rối. cho rằng assume gặp rắc rối in trouble. Hầu hết mọi người đều không bao giờ nhận ra. Nhưng Ernest có một cái khao khát bẩm sinh là được giúp người khác. Bẩm sinh, innate. Mong muốn, khao khát, desire. Ông bắt đầu lái thuyền về phía họ, háo hức hỗ trợ giải cứu họ và qua đó giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan của họ. Háo hức, eager. Hỗ trợ, facilitate sự giải cứu rescue qua đó do đó thus giải quyết solve tình thế tiến thoái lưỡng nan dilemma khi ông ấy đến gần con thuyền ông ấy bị sốc khi nhìn thấy sự đơn giản của nó bị sốc to be shocked sự đơn giản simplicity gỗ của con thuyền đó trông không chắc chắn hơn là bìa cắt tông là mấy. Và thiết bị trên thuyền thì cũng rất là cũ rồi. Gỗ, wood. Bìa cắt tông, cardboard. Thiết bị, equipment. Ngoài ra còn có một vài con cá lớn ở trong một cái túi ở trên thuyền. Túi, pouch. Ernest ném một cái gói lên trên thuyền. Gói, package, lên trên, onto. Ông ấy hô to. Đây, ông có thể làm phòng, bơm phòng cái thuyền hơi này lên để có thể quay trở lại đất liền. Làm phòng, bơm phòng, inflate. Tránh ra khỏi chỗ này, người đàn ông già đó hét lên la hét scream ernest rất bối rối ông không cần sự giúp đỡ sao ông ấy hỏi tàu của ông trông có vẻ không đủ tốt để đi xa như vậy khỏi đất liền đâu bối rối confused xứng tầm tốt adequate đủ tốt adequate enough ông vừa mới đuổi một con cá rất là to đi rồi đấy cậu bé nói đuổi đi scare away chúng tôi vẫy tay là để ông biết rằng ông đang ở quá gần chúng tôi ernest quay thuyền lại và đi về nhà đi head ông ấy học được một bài học rằng tốt hơn hết là không giúp người khác trừ khi họ yêu cầu trừ khi unless nếu không bạn có thể sẽ không giúp được ai bất kể điều gì cả nếu không otherwise